Nằm lọt thỏm giữa đại ngàn Tây Nguyên, thôn 9 xã Ia Tơi, huyện biên giới Ia Drai, tỉnh Kon Tum, nơi có hơn 80% là người dân tộc Thái đến từ tỉnh Thanh Hóa vào sinh sống lập nghiệp. Nhiều năm nay, các nét đẹp văn hóa truyền thống của người Thái vẫn được bà con gìn giữ, lưu truyền và họ coi đó như là những báu vật giữa đại ngàn. Đây là một buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của các chị em người dân tộc Thái tại thôn 9, xã Ia Tơi, huyện Ia Drai, tỉnh Kon Tum. Được tổ chức thường xuyên mỗi khi rảnh rỗi, những điệu xòe uyển chuyển, mềm mại luôn thu hút được đông đảo người xem và tham gia. Bình thường thì ở thôn thì thường vào cái dịp lễ Tết là thường tổ chức chơi các cái trò chơi dân gian rồi biểu diễn văn nghệ. Như là trò chơi to lẹ, với lại trò chơi nữa là cái ném còn, rồi cồng chiêng khua luống là của bản sắc của dân tộc Thái. Ia Hodorai là huyện biên giới của tỉnh Kon Tum, nơi có đa số người dân tộc tại các tỉnh phía Bắc như dân tộc Thái, Nùng, Tày, Mường, Sán Chỉ vào sinh sống và lập nghiệp. Bên cạnh các chương trình chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương huyện cũng luôn quan tâm đến việc duy trì và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Thời điểm hiện tại là tham gia thường xuyên đối với là ví dụ như văn hóa văn nghệ này, những cái buổi mà giao lưu thì bà con là luôn luôn là phát huy giữ. Rồi những cái tiết mục như là khua luống, rồi là cồng chiêng cũng đã được khôi phục trở lại và duy trì thường xuyên. Cũng như 28 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum, mỗi dân tộc đều có những nét đẹp truyền thống của riêng mình và những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái tại huyện biên giới Ia Hodorai đã góp phần làm phong phú và đa dạng thêm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.